Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ các căn lành ở tại thế gian cao lớn vòi vọi hơn tất cả chúng sinh, mà được tên Bồ Tát chọn không khi nào lìa khỏi tất cả căn lành. Ví như đại địa, nhờ giữ gìn tất cả vạn vật mà được tên, chọn không khi nào lìa khỏi năng giữ. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ độ tất cả mà được tên, chọn không khi nào lìa khỏi đại bi. Giống như đại địa, nhờ giữ gìn tất cả vạn vật mà được tên là đại địa, chọn không khi nào lìa khỏi năng giữ. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ độ thác tất cả chúng sinh cho nên được tên là Bồ Tát, chọn không khi nào lìa khỏi tâm đại bi. Ví như biển cả, nhờ chứa các dòng nước mà được tên, chọn không khi nào lìa khỏi nước. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ các đại nguyện mà được tên, chọn không khi nào tạm lìa khỏi nguyện độ chúng sinh. Giống như biển cả, vì nó dung chứa tất cả các dòng nước, cho nên được tên là biển cả, chọn không khi nào lìa khỏi nước. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ tất cả các đại nguyện cứu chúng sinh thọ khổ, cho nên được tên Bồ Tát, chọn không khi nào tạm lìa khỏi nguyện độ chúng sinh. Ví như tướng quân, nhờ giỏi tập luyện phương pháp chiến đấu mà được tên, chọn không khi nào lìa khỏi tài năng này. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ giỏi tu tập tam muội như vậy mà được tên, cho đến thành tựu trí huệ nhất thiết trí, chọn không khi nào lìa khỏi hạnh này. Giống như tướng quân ở trong trận mạc, quyết thắng ngoài ngạn dặm, đều thắng lợi, đi đến đâu thắng đến đó, bách chiến bách thắng, hiểu rõ thao lược tôn tử binh pháp, vì thích chiến đấu cho nên được tên là đại tướng quân, chọn không khi nào lìa khỏi khoa sự như thần, chưa bói đã biết trước. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ giỏi tu tập tam muội như vậy mà được tên Bồ Tát, cho đến thành tựu trí huệ nhất thiết trí, chọn không khi nào lìa khỏi tứ bi hỷ xả, bốn tâm vô lượng. Ví như chuyển luân vương thống trị bốn thiên hạ, thường xuyên bảo hộ tất cả chúng sinh, khiến cho không hạnh tử luôn được an lạc. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, và các đại tam muội như thế, thường xuyên hóa độ tất cả chúng sinh, cho đến khiến cho họ rốt ráo được thanh tịnh. Giống như chuyển luân thánh vương thống trị bốn thiên hạ, thường xuyên bảo hộ tất cả chúng sinh, khiến cho hết thảy chúng sinh không có tai nạn hạnh tử, luôn luôn được an lạc vô tỷ. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, và các đại tam muội như thế, thường xuyên giáo hóa độ thoát tất cả chúng sinh, cho đến khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo được thanh tịnh. Ví như hạt giống gieo trồng xuống đất, cho đến hay làm cho cành lá lớn lên. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tu hạnh phổ hiền, cho đến hay khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng pháp lành. Giống như hạt giống gieo trồng xuống đất, cho đến hay làm cho nảy mầm sinh rễ, ra cành lá lớn lên, nở hoa kết trái, lớn lên dần dần mà thành thục. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tu hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu, cho đến hay khiến cho tất cả chúng sinh ngày càng tăng trưởng hết thảy pháp lành. Ví như mây lớn, tháng mùa hè nóng nực đổ mưa lớn xuống, cho đến tăng trưởng tất cả hạt giống. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, và các đại tam muội như vậy tu hạnh Bồ Tát mưa đại pháp vũ, cho đến hay khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo được thanh tịnh, rốt ráo được niết bàn, rốt ráo được an ổn, rốt ráo đến bờ kia, rốt ráo hoan hỷ, rốt ráo dứt nghi. Vì các chúng sinh làm ruộng phước rốt ráo, khiến cho nghiệp bố thí của họ đều được thanh tịnh, khiến cho họ đều trụ đạo bất thối chuyển, khiến cho họ đồng được trí nhất thiết trí, khiến cho họ đều được thoát khỏi ba cõi, khiến cho họ đều được trí rốt ráo, khiến cho họ đều được pháp rốt ráo của chư Phật Như Lai, đặt để chúng sinh đây nhất thiết trí. Tại sao? Giống như mây lớn, tháng mùa hè nóng nực, thường đổ mưa lớn xuống cho đến tăng trưởng tất cả hạt giống. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, và các đại tam muội như vậy, tu hạnh của Bồ Tát tu, mưa đại pháp vũ, đánh trống pháp lớn, thổi la pháp lớn, truyền đại pháp luân giáo hóa tất cả chúng sinh, cho đến hay khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo đắc được pháp thanh tịnh, lìa khỏi pháp nhiễm ô, tức cũng là đắc được giới định huệ ba học, lìa khỏi tham sân si ba độc, khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo được niết bàn, tức cũng là không sinh không diệt, đắc được thường lạc ngã tịnh bốn đức, khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo được an ổn, chẳng có mọi phiền não, khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo đến được bờ bên kia, chẳng còn thọ khổ trong luân hồi, khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo được hoàn hỷ, khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo dứt được nghi. Bồ Tát vì hết thảy chúng sinh làm dụng phương rốt ráo, khiến cho tất cả chúng sinh chẳng chấp tướng bố thí, chẳng chấp tướng thọ, đều được thanh tịnh, khiến cho tất cả chúng sinh đều trụ nơi giác đạo A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề,
khiến cho tất cả chúng sinh đồng được trí như thiết trí, khiến cho tất cả chúng sinh đều được thoát khỏi nhà lửa ba cõi, khiến cho tất cả chúng sinh đều được trí huệ rốt ráo, khiến cho tất cả chúng sinh đều được pháp yếu rốt ráo của chư Phật. Đặt để chúng sinh nơi nhất thiết trí, tại sao phải như vậy? Vì Đại Bồ Tát thành tựu pháp này, trí huệ sáng tỏ mà vào môn pháp giới, hay thanh tịnh vô lượng các hạnh không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, đó là hay tịnh các trí vì cầu nhất thiết trí, hay tịnh chúng sinh vì khiến cho điều phục, hay tịnh cõi nước vì thường hồi hướng, hay tịnh các pháp vì khắp biết rõ, hay tịnh chẳng sợ vì khắp khiếp sợ,